Hôm nay, Tổng công ty Điện lực Hà Nội EVN Hà Nội tiếp tục thông báo nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội bị cắt điện luân phiên. Đáng chú ý là tại thị xã Sơn Tây và huyện Thanh Oai mất điện rất nhiều địa điểm. Mất điện có thông báo hoặc là mất điện đột ngột những ngày nắng nóng vừa qua đã khiến cuộc sống của nhiều người dân bị đảo lộn. Một trong những nguyên nhân phải cắt điện luân phiên như vậy là do mực nước ở các hồ thủy điện dưới mức chết. Ghi nhận của phóng viên tại hồ thủy điện Thác Bà ngày hôm nay. Tôi đang có mặt tại hồ thủy điện Thác Bà, một trong những công trình thủy điện lớn ở miền Bắc. Ngày hôm nay, mức đo nước đo được là 45,66m, dưới mực nước tối thiểu là 46,5m. Và với cái mực nước dưới mức nước chết này thì đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của nhà máy thủy điện. Do thiếu nước, nhà máy thủy điện Thác Bà đã phải dừng hoạt động hai tổ máy số 1 và số 2, chỉ duy trì hoạt động tổ 3. Tuy nhiên, vì mực nước nằm dưới mức tối thiểu, tổ máy số 3 hoạt động hết công suất, cũng chỉ huy động ở mức tối thiểu đạt 15 MW điện thay vì 40 MW như bình thường. Sản lượng điện huy động trong tháng 5 sụt giảm đáng kể. Trong những cái tháng 5 này thì sản lượng điện bình thường của chúng tôi thì nó phải tầm khoảng hơn 20 triệu. Nhưng mà từ đầu tháng 5 bây giờ thì chỉ được khoảng 2 triệu thôi, là nó giảm đến mất khoảng 10 lần. Đấy là rất là khó khăn. Thì ngoài ra thì cũng ngoài công tác kiểm tra bảo dưỡng thì cũng tăng cường cái công tác là tuyên truyền trong cái tình trạng là nó thiếu điện, thiếu nước như thế này. Đây là lần đầu tiên nhà máy rơi vào tình trạng này. Khó khăn chồng khó khăn khi dự báo những ngày tới, lưu lượng nước về hồ khó cải thiện. Đáng nói, nếu mực nước hồ tiếp tục xuống thấp dưới 45m, nhà máy sẽ phải dừng hoạt động toàn bộ. Lúc này vừa sản xuất, đơn vị vừa lo kiểm tra mực nước về hồ. Khi mà ngoài giải rồi thì các thiết bị nó không thể ghi nhận được cái mực nước tự động nữa thì công ty đã phải bố trí riêng một lực lượng để thường xuyên cập nhật, đo trực tiếp bằng tay để thường xuyên cập nhật cái mực nước này để thông báo cho cập nhật cho các hệ thống và đưa vào hệ thống vận hành. Bộ Công Thương cho biết danh mục dừng phát điện vì lưu lượng nước về hồ không đảm bảo, ngoài Thác Bà còn có Lai Châu, Sơn La, Hội Quảng, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Nua, Trung Sơn, Đại Ninh, Trị An, Pleikrông. Trong 24 giờ tới, tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ tăng nhẹ nhưng vẫn thấp.